thưa quý vị mùa hè đặc biệt là những ngày nắng nóng là thời điểm mà số ca ngộ độc thực phẩm thường tăng hơn so với các thời điểm khác trong năm trong đó thức ăn đường phố là một nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm dù được nhiều người lựa chọn do sự tiện lợi và giá cả phải chăng nhưng thức ăn đường phố nếu không được bảo quản đúng cách đặc biệt là vào mùa nắng nóng rất dễ sinh sôi các loại vi khuẩn có hại Quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, giảm một vụ so với cùng kỳ năm 2023. Số vụ này làm 659 người bị ngộ độc, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 3 người tử vong. Riêng tháng 3 năm 2024, cả nước xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 368 người bị ngộ độc. Đơn cử là vụ ngộ độc tại quán cơm gà ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm 369 người bị đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nồn sốt, phải đến cơ sở y tế. Nói về nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng lên khi mùa hè tới, các chuyên gia cho biết nhiệt độ từ 37 đến 40 độ C là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh. Mùa hè cũng làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường do rác, nước thải và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh như ruồi nhặn, gián mũi. Đặc biệt, tại những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống không tuân thủ quy định đảm bảo an toàn trong chế biến thực phẩm, nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất cao thức ăn đường phố bày bán để ở điều kiện nhiệt độ thông thường quá lâu cũng dễ gây ra ngộ độc thực phẩm để chủ động bảo quản an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện, tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến kinh doanh thực phẩm. Người dân cần lựa chọn sơ chế, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, tuyệt đối không thu hái, đánh bắt kinh doanh sử dụng các đồng thực vật độc như nấm độc, côn trùng lạ, độc, cá nóc, so biển, ốc lạ, cây quả lạ. Người tiêu dùng cần chọn mua những thực phẩm tươi có nhãn mát Thời hạn sử dụng lâu dài và chỉ nên mua sử dụng các thực phẩm trong ngày, hạn chế tối đa việc sử dụng thực phẩm sống tái. Thưa quý vị, song song với sự vào cuộc kiểm tra của các cơ quan chức năng thì điều quan trọng hơn cả là người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái, thay vì lựa chọn các loại thực phẩm được bày bán sẵn, người dân nên tự tổ chức nấu nướng đơn giản để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.